Từ năm 2010, nhiều xã có đông đồng bào Khmer ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã họp bàn, quyết tâm làm đường dân sinh bằng hình thức vận động người dân hiến đất, chi phí mở đường chính là nguồn xã hội hóa do các nhà hảo tâm đóng góp. Do vậy, tại Tri Tôn, ngày hôm nay thì các phun sóc đồng bào Khmer đã rất khang trang và sạch đẹp. Đây là tuyến đường giao thông nông thôn vườn châm thuộc ấp Tô Thuận, xã núi Tô, huyện Tri Tôn. Trước đây địa điểm này là vùng ngập úng, lầy lội và ô nhiễm môi trường. Việc hoàn thành con đường này với chiều dài trên 2,5 km và kinh phí 3 tỷ đồng đã góp phần hoàn thiện quy hoạch hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ trong huyện, nâng cao điều kiện đi lại và cải thiện đời sống tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, huyện Tri Tôn đã vận động hiến đất đóng góp ngày công và quyên góp tiền của vật tư để tu sửa bờ kè đường vành đai, mở rộng đường lộ nông thôn với tổng chiều dài hơn 16 km, chiều rộng từ 3 đến 4 m với 7.270 ngày công, tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Qua đó góp phần chỉnh trang và cải thiện môi trường trong phun sóc, làm thay đổi diện mạo nông thôn và hướng đến công tác xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy với những kết quả đạt được trong việc chỉnh trang phun sóc, của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Chi Tôn sẽ là động lực để bà con tích cực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, góp phần đưa bộ mặt các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn ngày càng khởi sắc.